Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng Velez. Thì bản ngọc của Velez mình sẽ lên như sau. Đầu tiên á, công vật lý mình sẽ lên là 25. Tỷ lệ chí mạng là mình lên 10,6%. Xuyên giáp là 64. Sát thương chí mạng là 21,6%. Cuối cùng là tốc chạy mình lên 10% nha. Ở đây á, thì mình sẽ không lên cái ngọc tốc đánh cho Velez nha mọi người, mình chiếu lên là cái món công nhưng mà đánh nó phải đam, đó chính là cái chí mạng và công vật lý cộng với cái phần đó chính là sát thương chí mạng, thì nó sẽ mạnh ở đầu trận luôn, nhưng mà bù lại thì tốc đánh nó không có nha mọi người, có tốc chạy thôi. Thì sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc này á, thì đầu tiên 10 viên ngọc đỏ thì mọi người lên cho mình là 6 viên tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng. 4 viên còn lại thì mình sẽ lên là cái tỷ lệ chí mạng nha. Tiếp theo là ngọc tím thì mình sẽ lên là 10 viên công vật lý và tốc chạy luôn. Lúc trước thì mình chơi Velez á, mình lên tốc chạy tốc đánh 8 viên, 2 viên hút máu. Nhưng mà đợt này thì mình chơi luôn công vật lý và tốc chạy luôn nha mọi người. Chúng này nó sẽ đánh rất là đam luôn. Còn ngọc xanh á, thì mình sẽ lên công vật lý và xiên giáp là 10 viên. Thì đây là cái bản ngọc mình dành cho Velez đi lên, đi gần cũng được luôn nha mọi người. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu. Thì trang bị của Velez á, đầu tiên là mình phải lên chiếc giày trước để tăng cái độ kháng hiệu ứng và tốc chạy cho vị tướng này nha. Tiếp theo là món thứ hai, đó chính là cái thương xuyên khóa. Thứ ba chính là thánh kiếm. Thứ tư chính là phúc hợp kiếm nha. Thứ năm chính là cái cung tà ma. Thì ở đây mình lên công hết, chỉ có thủ một món cuối cùng thôi, nên là cũng rất là khó khăn nha mọi người. Rồi mình lên cái cung tà ma, hoặc là nếu mà tem bạn có đỡ đòn mà nó hơi mạnh á, nó trâu vò đã bảo ghê đê tốt quá thì lên cái kiếm mua ba xa nha, để mà khắc đỡ đòn đánh rất là đam luôn. Cuối cùng thì mình lên cái giáp phòng mệnh thôi. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần cuối cùng, đó chính là cái phù hiệu của vị tướng Velez. Thì mình đi xem phù hiệu như sau. Đầu tiên mình chọn cái sát thương chí mạng nha. Mình sẽ chọn cái màu đỏ nè. Tiếp theo mình chọn cái lướt tăng CT. Chọn tăng CT. Chọn sát thương chí mạng nha. Dưới đây chọn màu vàng. Chọn cái tăng sát đến giữa. Chọn màu vàng luôn. Chọn cái màu vàng chỗ này nè. Ở đây thì tăng CT. Đó. Thì đây là cái hiệu ma chú của Velez nha mọi người. Thì cái bản ngọc mình chia sẻ về Velez đây là hết. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.